phương pháp phát triển phong thủy tốt. A Di Đà Phật. Hồi đó khi những đức mới đi đến chùa Hộ Pháp, ở đây vắng lắm quý vị. Cũng là cái hoàn cảnh này, nhưng lúc trước ở đây chưa có niệm Phật nhiều, chưa có người ở đây để mỗi ngày đem tịnh độ giới thiệu, và chưa có cái người mà đứng đầu để phát động về cái việc niệm Phật và vui vẻ an lạc. Thì cũng là hoàn cảnh này mà nơi đây nó buồn. Hồi đó mới đến đây buồn, vắng dữ lắm. Khi Như Đức mới đi đến đây thì hồi đó chưa có thu âm mấy điều niệm Phật. Hình như Như Đức bật mấy cái điều niệm Phật của đạo tràng Phước Ngọc ở ngoài trước cổng chùa, rồi một số nơi cũng để máy niệm Phật. Từ ngay chỗ để máy niệm Phật và đạo tràng ở nơi đây niệm Phật ngày bốn thờ, rồi ngày nào cũng được quân tập cho cái chuyện niệm Phật, chia sẻ Phật Pháp giúp cho con người cởi mở tâm tư. Cũng là hoàn cảnh đó, nhưng hôm nay quý vị bước vào đây, Phật tử đa phần cũng thích về. Thứ bảy chủ nhật thì về rất là đông, nó chuyển biến cái phong thủy rất là đặc biệt. Quý vị biết rằng cái phong thủy tốt là nó từ nhân tâm con người. Rất nhiều người ta có thể bỏ cái số tiền rất lớn để mua một cái miếng đất thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng họ có thiên thờ nhưng không có nhân hòa, họ có thiên thờ địa lợi nhưng không có nhân hòa, cũng thua. Vì ngay cái nhân hòa nó mới có thiên thờ địa lợi, do tâm sanh ra mà. Nên cái hoàn cảnh nó rất là đặc biệt, rất là tốt, nhưng không có cái con người đứng ở đó để chăm sóc thì cũng thua. Bây giờ Như Đức hỏi quý vị tạo một vườn hoa rất đẹp, xong quý vị giao cho một con người này không biết chăm hoa, thì vườn hoa này có đẹp nữa không? Không, vì không có người chăm sóc. Vì tạo ngôi chùa rất đẹp, rất hùng vĩ, nhưng bị giao cho một con người bỏ bê chùa đại, chùa còn đẹp không? Không. Thí dụ như bây giờ cũng là ngôi chùa này, năm xưa thì còn mới hơn bây giờ, cách đây 10 năm gì trước nó còn mới hơn bây giờ, nhưng mà bước vô hoàn cảnh nó buồn lắm, vắng. Vì là niềm vui là từ sanh từ đâu? Từ con người mà ra, đúng không? Rồi ở nơi đây càng ngày nó càng sáng đẹp lên. Vì sao? Vì tâm sanh ra hoàn cảnh. Rồi hoa giấy cũng là ngày xưa, như bây giờ trở thành những vườn hoa giấy ngay hàng thẳng lối rất đẹp. Là do từ đâu ra? Từ tâm con người tạo ra hoàn cảnh này. Rất rõ ràng. Và khi những đức qua Đại Tùng Lâm thì cái hoàn cảnh Đại Tùng Lâm nó càng ngày chung tay với Hòa Thượng. Có nghĩa là Hòa Thượng đã phát tâm rồi mà mình cùng chung sức chung tay Hòa Thượng, nhiệt tình thêm, hoàn cảnh nó càng ngày càng tốt. Có nghĩa là càng ngày nó càng tốt, càng ngày nó càng đẹp. Điều là do tự tâm sanh ra. Những đức qua một cái điểm chùa Hòa Thượng xây, nuôi em bé. Những đức qua bển, những đức thấy ngôi chùa Hòa Thượng xây rất là đẹp, nhưng mà ngôi chùa hôm nay rất là cũ. Giờ nói về các anh em huynh đệ cũng có nghe cũng đừng có buồn. Đấy là tại vì bài giảng mình nêu thôi, mấy anh em tự nhận thức. Những đức quan, đức thấy hoàn cảnh rất là buồn. Rồi ngôi chùa nó rất là cũ. Nếu như mà mình đặt vấn đề vào cái tâm mình vào cái ngôi chùa thì cái hoàn cảnh mình ở nó rất là đặc biệt. Quý vị nhớ nè, người ta có đưa mình đi đến một hoàn cảnh nó không đẹp, nhưng từ cái tâm mình chân thật, từng chút mình tỉ mỉ, từng chút mình bồi dưỡng, từng chút mình quan tâm, thì tức khắc cái hoàn cảnh nó sẽ tốt. Thí dụ như bây giờ một con người này có quan tâm chăm sóc một gia đình, họ cưới một người vợ không có đẹp. Lúc mới cưới về, con vợ này đầu óc bùm sùm như con ma lùm. Biết ma lùm không? Ma lùm là ma dơ. Tóc bùm sùm như ma lùm, thấy không?
Khi cưới cái người vợ này về thì người vợ này nó tóc tai bùm sùm. Thì người chồng này quan tâm chăm sóc. Khi người chồng này quan tâm chăm sóc á, thì cái người vợ này càng ngày càng gọn ghẽ, sạch sẽ, sáng sủa. Nó rất là rõ ràng quý vị. Cái hoàn cảnh hay là con người đều phải có cái người quan tâm. Thí dụ như giờ chùa mình đi, như các thầy, các chú, các cô, các cụ, nên á, có người quan tâm chăm sóc họ, lo lắng cho họ. Thì vị nghĩ đi, người họ ở đây sẽ sống sạch sẽ, gọn ghẽ. Nó nói người đẹp cũng nhờ lụa, lúa tốt cũng nhờ phân. Cái hỗ trợ đó rất là lớn. Nếu như mà những con người đem không quan tâm lo lắng cho họ, để họ thí đại đi, đồ đạc bèo nhèo, không mua bằng ủi cho họ ủi đồ chứ, không chăm sóc quan tâm họ, động viên họ gì hết. Nhìn họ với mặt mày bèo nhèo, khô héo, nhìn như con khỉ khô, không có giỡn đâu nghe quý vị. Đó, 100% giữa con người với hoàn cảnh là do từ tâm sanh ra hết đó. Phải có một người đứng đầu quan tâm lo lắng cho họ, họ mới được gì. Vì coi cái hoàn cảnh của chúng mình sống, rồi con người ở đây vì coi, khi quay phim thì thấy chúng thường trụ không, mặt mày sáng sủa, vui vẻ, hoan hỷ. Quay phim lên nhìn ai cũng đẹp, dù là bản thân họ không đẹp nhưng mà họ có cái hảo tướng, họ có một cái tướng hảo quý vị à, sáng sủa, chứ họ không đến nỗi như là sân si sằng sộ. Đó, thí dụ như bây giờ cái hoàn cảnh này mà con người sân si sằng sộ đi, người ta không có đi đến đây cộng tu đâu quý vị ơi. 100% quý vị luôn, nhà quý vị mà người người sân si sằng sộ, người ta đến nhà quý vị một lần người ta không đến nữa đó. Nhà Đức học Phật, nhà Đức áp dụng cái việc mà cái cuộc sống ở bên miền Tây nhiều lắm á. Tại vì hồi nhỏ để ý mấy ông già nói chuyện, mấy ông già ông ngồi ông kể cái lợi mà mình học được chứ gì á. Ông già ông kể vậy nè, đi đến nhà của thằng Hai á, vợ của thằng Hai á, con nhỏ công nhận nhỏ này nó xấu, nó lùn, nhỏ quá đẹp, đen thui thù lùi. Nhưng mà được con cái nhỏ này nó vui. Mỗi lần đi đến nhà cái là bác Hai, bác ở lại, bác Hai bữa nay bác ở lại đi, chúng con nấu ăn. Bác này ăn cơm xong mới về, bác mà đi về chúng con buồn lắm á. Rồi bữa đó mà đúng là tôi lợi tôi ghé thăm chút xíu tôi về. Vì mà gặp vợ Hai nhỏ nó vui quá, hoan hỷ quá. Mà nó nói vậy mà mình về kỳ quá, thôi mình ở lại mình ăn cơm mình mới về. Vì ông khen. Còn cái ông kia nói, còn vợ thằng Tư con nhỏ nó đẹp bóng sắc, con nhỏ nó vô duyên vô dùng gì đâu. Mình đi đến nhà nó làm như nó ăn hết của mình ăn hết của nó không bằng. Vừa đi đến nhà nó mặc chầm chầm vô không hỏi tiếng nào chứ. Nó không hỏi mình ở lại ăn cơm gì chứ. Thứ gì mà nó vô duyên tôi đến lần một, đừng có mong mai mốt tôi đến nó mất công. Đó, mình nghe hai ông nói chuyện thì mình đã học được bài học nào rồi. Thấy chưa? Mình học được bài học vợ của con Hai. Tuy là nó lùn, nó xấu, nó hô, nhưng mà nó lại vui, nên người ta khen. Còn vợ của con Tư bị người ta chê dù là đẹp. Nên những đứa nói rằng cái đẹp mà vô duyên nó mất 70%, cái xấu mà có duyên nó lấy được 70%. Nên từ tâm con người sánh với hoàn cảnh là điều rất quan trọng quý vị à. Những đức nói với vị nghe, cái hoàn cảnh chùa mình vì sao nhiều người đến thì đặt câu hỏi đi. Người ta đến người ta đều vui mà sao người ta không đến. Hồi nãy những đức gặp đoàn ở gì, chú Tư Tiền Giang, có một cô có nói một câu nè: thầy ơi, lúc trước cái thầy con ham tiền lắm, thầy con không chịu đi chùa đâu. Họ rủ đi chùa con không đi đâu, con nghĩ là một ngày làm kiếm tiền đi chùa có tiền đâu. Vậy mà từ khi đi đến chùa thầy con mới hiểu đó thầy. Khi đi đến chùa thầy bây giờ con làm lại dư tiền. Lúc trước con ham tiền mà con làm hoài không có dư. Mà bây giờ con hiểu rồi thầy. Tự nhiên cái tâm con thông rồi, an lạc lắm thầy. Bây giờ con làm lại dư tiền, thiệt tình con cảm ơn thầy ghê lắm. Có một câu nói rõ ràng mà, nãy gặp như Đức có nói đó. Thấy không? Nên những Đức nói với vị nghe mà, mình mà dẫn người đi tu, mình dẫn đúng nơi đúng chỗ, có nghe pháp tu hành quý vị, cái công đức quý vị lớn dữ lắm. Những Đức nói thiệt đó. Bây giờ dẫn đi vòng vòng được duyên chứ không có phước đâu. Duyên gieo với chùa chút chứ không có phước.
Tại vì chạy lăng xăng nhiều quá mệt. Còn mình dẫn đi đến chùa này biết đâu người ta có bài pháp, người ta có một phương pháp, người ta lại về người ta biết tu, người ta biết niệm Phật. Và khi người ta nghe pháp ta còn áp dụng trong cuộc đời người ta. Cái này cái rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Đó, giờ thấy rõ ràng luôn đó. Một cái hoàn cảnh này năm xưa 10 năm về trước đi lỡ đây, những đức nói thiệt. Nói đây nói 100% có cô Chính đây. Buồn lắm. Vì không có con người rất là buồn. Mà cô Chính cô gặp những đức cô còn nói một câu. Mỗi lần hòa thượng gì cũng nằm võng thấy buồn. Tại vì xây một cơ ngơ gì mà giờ vắng vẻ quá buồn. Ai mà không vậy quý vị? Xây lại một ngôi chùa ai mà không muốn có người về tu hành, có người đệ tử nào quan tâm chăm sóc ngôi chùa. Đó là cái điều ai cũng mong muốn. Ai cũng mong muốn. Mà bây giờ hòa thượng tạo lên hoàn cảnh mà không ai chăm sóc mà có cái sự tu hành, tự nhiên hòa thượng về không có thấy buồn. Bây giờ quý vị coi một năm chờ hòa thượng về đây mấy lần đâu. Vì sao? Vì yên tâm. Bây giờ những đức càng ngày càng ít qua bên kia là vì sao? Những đức yên tâm mấy anh em không làm. Mấy ổng biết quan tâm, mấy ổng biết lo lắng. Có gì ổng hỏi han đàng hoàng, mình chỉ ổng từ xa. Một từng những đức qua bên đó mấy lần giảng pháp và còn gì. Bây giờ những đức dính vô nấu ăn luôn, những đức không có thời gian đi đâu được. Đó. Mà thấy mấy anh em mấy ổng nhiệt tình chung tay mấy ổng làm thì mình yên tâm. Giống như hòa thượng mình coi đây ngày yên tâm là ngày đâu có về đâu quý vị. Chứ gặp mà ngày không yên tâm ngày về hoài á. Tới lui coi hoài á. Nhưng mà thấy mình nhiệt tình lo lắng cho một cái nơi hòa thượng tạo dựng ra. Hòa thượng ngày yên tâm. Ngày về đấy ngày trong lòng ngày vui vì ngày thấy hoàn cảnh nó sáng đẹp, nó sạch sẽ, ngày thích. Thật sự mà nói, người ta tạo ra một cơ ngơ mà mình giữ cơ ngơ cho người ta bằng một cái tấm lòng người ta vui, vui dữ lắm. Nên những đức nói rằng tất cả những người mà được thầy giao chùa chiền, bản thân mình nên cực lực hết mình mà lo hoàn cảnh của mình. Mình lo hoàn cảnh mình cho thật tốt thì mình sẽ sanh ra những hoàn cảnh khác có nữa. Bây giờ mà hoàn cảnh của mình mà mình để cho nó hoang tàn mà mình đi kiếm hoàn cảnh nào bây giờ? Nhân Đức nói rằng những anh em mà bên cạnh Nhân Đức, nếu mà ông mà học được ông giỏi lắm. Có một cái ông huynh đệ mà khi ông ở đây Nhân Đức gần cả chục năm mà ông đi, ông lên thành phố ông có được một ngôi chùa nhỏ quý vị. Đúng là tội nghiệp, ông thấy ghê thiệt chứ. Phải, ông ở đây ngày xưa ông nói ông dưới Nhân Đức ông không phát triển được. Cuối cùng đi lên thành phố ông có được ngôi chùa nhỏ. Cuối cùng đi lên trển ông để ngôi chùa nhỏ cho cha mẹ ông coi, ông đi lông nhông. Thấy chưa? Vẫn là tính nào tật nấy. Bản thân mình phải biết quan tâm cái hoàn cảnh mà người ta giao cho mình. Từ nơi cái tâm quan tâm lo lắng đó mà mình mới được người ta trọng dụng. Rồi từ cái nhỏ nó mới sanh ra cái lớn. Quý vị coi phải rõ ràng không? Nhân Đức ở đây nhiệt tình lo lắng cho ngôi chùa ở đây. Thì tức khắc hòa thượng đưa những đức qua tới Đại Tùng Lâm. Đại Tùng Lâm rồi mới tiếp tục Đạo Tràng Ba. Đạo Tràng Ba rồi tới Bảo Tháp. Bảo Tháp rồi tới Cổng Chùa. Cổng Chùa rồi giờ tiếp tục xây Đạo Tràng Bốn. Quý vị coi đó. Từ nơi cái tâm chân thật nhiệt tình lo lắng mà không cầu danh lợi mà mới được gì. Rõ ràng không? Người ta lại muốn cái chuyện lớn không quý vị ơi? Muốn cái chuyện là mình nhào vô là mình phải có cái lớn thiệt lớn. Mình có đầy đủ hết trơn. Bậy quá, cái gì cũng từ cái tạo dựng mà ra. Từ duyên phước mình tạo dựng mà ra. Chứ đâu tự nhiên trên trời rớt xuống cho mình đâu. Nó rõ ràng luôn. Đó là ngày xưa ông huynh đệ đó, ông ở đây nè. Nó rõ ràng ông mình dành 10 năm những chuyện đức mà ông không học được một cái gì cả. Bây giờ nhà đức thấy đi lông nhông cầm cờ xí rồi. Đi cầm này cầm dù rồi đi che cho người ta. Quý vị coi, trong khi có một ngôi chùa nhỏ nhỏ nghe quý vị. Mà đúng ra mà chịu mà học mà ở đó mà lo niệm Phật đi. Rồi lo lắng cho người ta là tức khắc ở nơi đó. Ông cũng làm được một số việc, ít gì cũng nuôi được mười mấy hai chục bà già cũng ý nghĩa trong cuộc đời. Nhưng giờ đi lông nhông đầu này đầu kia đầu nọ. Thấy chưa? Hơn người hay không là bản thân mình có góc độ hay không. Người ta tạo dựng ra một hoàn cảnh người ta đưa cho mình. Nếu bây giờ mình nói mình mua căn nhà nhỏ cái đó cũng không mua nổi nữa. Mà người ta giao mình một ngôi chùa nhỏ nhỏ vậy là không phải đơn giản. Mà mình không chịu chăm sóc. Đó là tự mình đoạn duyên đoạn phước của mình. Một ngày nào người ta nhìn thấy mình làm có được, người ta thấy ai được người ta đưa vô, mình đẩy mình ra ngoài. Con người không hiểu được cái chuyện mình sống ở nơi nào, mình quan tâm ở nơi đó, mình lo nơi đó, mình chăm chút cái hoàn cảnh mình để sanh phong thủy tốt. Tối ngày đi tìm phong thủy của người ta không mà tầm bậy ghê. Đi lông ngông đi tìm hoàn cảnh chỗ này chỗ kia. Ở đâu mà tạo ra? Bản thân mình phải tạo ra hoàn cảnh của chính mình. Đó. Mình đi đến đâu là nơi đó phong thủy tốt. Còn mình có ở nơi nào là mình biết bồi dưỡng phong thủy tốt ở nơi đó. Bây giờ chùa chiền mình nó đoàn này đoàn kia ta đến ta tu. Giống đoàn chú Tư ông dẫn về ông tu.
Thì hồi chiều nhà Đức nói với mấy cô, ngày mai á, mua một số cá kèo về. Thế nhà Đức nấu một cái lẩu cá kèo cho đã đãi chú Tư. Cái này thôi mình kho tiêu. Rồi nãy nhà Đức kêu cô Bạch á, nhà Đức kêu cô Bạch mua kem, kem cây á đó. Đoàn chú Tư đủ đến, nó kệ, người ta từ ở Tiền Giang người ta đi lên tới đây đó. Người ta tu hành, dẫn đoàn đi tu được. Nó thấy chưa, mình quan tâm. Nhưng Đức chưa nói tới cái chuyện mà chú Tư đến đây cúng dường gì đâu nghe, mà đó là trân quý cái tấm lòng quý vị đến đây tu đó, nhiệt tình lo lắng đó. Nó sáng xuống dưới bếp nấu ăn thì Đức kho một cái nồi khó tiêu, cá kèo khó tiêu cho quý vị. Nghe không? Đó là cái mình nhiệt tình, mình quan tâm, mình lo lắng cho người ta đó. Chứ bây giờ mà mình chờ người ta, mình chờ người ta mà cúng dường cho mình mới lo, không có chuyện đó đâu. Người ta đến với mình là mình chân thật, mình quan tâm, mình lo lắng cho người ta. Dù là chỗ ngủ có chặt chội, mình cũng lau dọn sạch sẽ, mình cho người ta sắp xếp cho người ta nghỉ ngơi. Thấy không? Mình ở đâu mình cứ chân thật, có tấm lòng vậy đi, là người ta sẽ đến với mình chứ thì sao. Toàn là mình đi chi cầu, mình thấy người ta thì mình ham mà bản thân mình không tạo. Mình thấy hoàn cảnh người ta mình ham mà mình không chịu tạo đâu. Những đứa không bỏ ra thời gian 10 năm ở nơi sao có ngày hôm nay. Chúng ta phải dám bỏ ra thời gian chứ quý vị. 10 năm cũng đã qua rồi thì cuối cùng người ta được gì? Còn mình thì mình nói 10 năm lâu quá, mình đi vòng vòng 10 năm sau mình cũng không được cái gì luôn. Mình đi vòng vòng 10 năm mình cũng không được một cái gì. Người ta ở 10 năm ta đã được, mình ở đâu cũng không chịu ở yên, sao mình được đây? Nên bản thân mỗi người chúng ta quý vị à, chúng ta phải có một cái nhận thức sâu sắc. Tự bản thân mình ở nơi nào mình biết tạo hoàn cảnh nơi đó cho thật là tốt. Phong thủy tốt là do tâm địa con người ta sanh ra. Chứ bây giờ quý vị mua một cái khu nhà phong thủy đẹp, hoàn cảnh đẹp, nhưng tâm ác ở trong đó nó phá hoại hoàn cảnh đó. Mỗi ngày nó không chăm sóc vườn hoa, không chăm sóc cây cối, không chăm sóc nhà cửa, bỏ bê dơ giấy, sao còn phong thủy tốt? Người ta nói câu á, nhà sạch thì mát mà bát sạch ngon cơm, quý vị thấy không? Mà nhà sạch thì mát, mát rồi thì phong thủy tốt, bát sạch ngon cơm thì ăn ngon, tâm mình đã ăn ngon rồi, tâm mình cũng cảm thấy vui nữa. Vì ăn không ngon sao tâm vui? Nên từ nơi đó mà phong thủy là từ tâm mình sinh ra. Nên con người ở đây được hưởng phong thủy tốt nè là do từ tâm con người ở đây sinh ra. Phật tử thấy ở đây người ta sống tốt, Phật tử đi đến đây tu tập. Nếu đi đến đây mà buồn phiền người ta không có đến đâu quý vị à. Chùa của mình từng chủ nhật nào người ta cũng đến ba mấy ngàn người. Thì hỏi quý vị, nếu người ta không vui người ta đi đến đây làm gì? Người ta buồn người ta đến đây làm gì? Đó. Nên những đức nói mình ở đây mình phải chăng thật, mình quan tâm ở đây, mình lo lắng cho nơi này. Những đức nói bây giờ Hòa Thượng đưa những đức một ngôi chùa cũ đi, cho quý vị biết 3 tháng sau thôi, rồi vì sẽ thấy cái ngôi chùa đó làm sao liền à. 3 tháng thôi, những đức nói 3 tháng chứ chưa được 3 tháng là quý vị coi cái ngôi chùa đó vô tay những đức, 3 tháng sau sẽ thấy. Rồi xong 3 tháng sau những đức đưa lại cho quý vị, quý vị cầm đi, vị cầm 1 năm sau rồi ngôi chùa nó tàn tạ cho quý vị thấy. Lạ như vậy. Nghĩa là mình ở chỗ nào mình đi một vòng mình thấy cây cỏ cũng nhổ nữa. Những đức mà gặp cục đá rớt ngoài đường những đức còn lụm đem bỏ vô gốc cây. Tâm những đức đi đâu vậy đó, có gặp cục đá cũng lụm bỏ gốc cây, gặp một cây cỏ cả, lấy cái tay nhổ cái cỏ liền vô gốc cây, đi vòng vòng mà gặp cây cỏ mọc lên mà còn nhổ cái cỏ liền gốc cây, gặp cục đá lăn lang thang nằm ngoài đường như thế còn lụm bỏ gốc cây. Cái vị coi con người người ta lúc nào cũng có cái tâm bồi dưỡng vậy, nên hoàn cảnh ta nó đẹp sạch sẽ. Vì đi đến chùa này vì đi một vòng xung quanh chùa hết đi, vì phải là hoàn cảnh chùa này quá sạch không? Trong lòng Hòa Thượng nói hộ pháp là một cái điểm mà gọi là nơi mà đắc đai ông bà cha mẹ đã khai khẳng ở đây. Mà Hòa Thượng đi đến đây, Hòa Thượng nói ngoài sức tưởng tượng của Hòa Thượng, cái chùa hộ pháp nó sập, nó thiệt á, pháp quá sạch sẽ, từ trước đến sau hè chỗ nào cũng sạch đó. Nên từ nơi đó mà phát sinh cái phong thủy tốt là từ tâm con người. Nên những đức mong rằng mỗi một Phật tử, mỗi một Phật tử nghe,
Ở nhà mình lúc nào cũng nghe pháp niệm Phật, giữ cái tâm thiện. Những đức nói với vị nghe, quý vị đến một cái nhà ăn chay, một cái nhà sát sanh nó khác hoàn toàn. Đi đến một cái nhà ăn chay trường cảm thấy bình an. Đi đến một cái nơi mà sát sanh quý vị thấy bất an. Vì đi đến cái nơi người ta thuyết pháp giúp quý vị an tâm vui lắm. Vì đi đến cái nơi bị ngồi mà người ta chăm chích chăm thọt người khác bị lo lắm. Nếu như những cái buổi giảng pháp gì mà như đức lên mà chăm thọt người khác không quý vị nghe sao nổi. Phiền não chết mồ luôn á. Cái từ trường nó xấu, nó làm âm hưởng cho quý vị, làm vì bất an á. Còn những đức mà giảng mà nó nhẹ nhàng gì, phát triển cái tâm lượng quý vị lên, quý vị vui, nên chủ nhật nào người ta cũng đến. Là tại vì người ta đến để tích tụ năng lượng, chứ không phải đến đây để tiêu hao năng lượng. Đó, người ta không còn năng lượng mà kêu người ta tiêu hao năng lượng, thì cuối cùng đi đến đây làm cái gì? Nghe thấy chưa? Nó quý vị coi, con người sống với nhau bằng cả trái chim. Thấy chưa? Sống với nhau bằng cả trái chim mà. Ở đây cái cô Thủy, cô mua mấy này cô tặng mấy cô mình. Nó, ý nó rằng là lúc nào trái tim mình cũng rực rỡ vậy đó. Mà muốn trái tim rực rỡ thì con người phải an lạc vui vẻ thì trái tim nó mới rực rỡ. Chứ bây giờ con người mỗi ngày héo hon thì sao mà cái trái tim rực rỡ đâu quý vị. Nên quá xịn sò. Cái từ trường chùa mình nó tốt quý vị ơi. Quý vị coi bây giờ ngồi trong đây ai mà không cười quý vị. Ở đây ai mà không cười. Ủa có cái tấm hình đó kỳ cục vậy chàng. Tấm hình này chụp bộ nào mà ngộ quý vị. Hồi nãy giờ tưởng đâu ông Miên Đen nào xuất hiện. Nên quý vị thấy không, cái này là tự Phật tử người ta thích vậy đó quý vị. Ta thích ta làm vậy đó. Không, ý những đức nói là người ta làm hình á. Còn hình thì những đức đã từng chụp rồi, mà ta lấy hình những đức chụp á, ta làm hình vậy đó. Giống như chủ nhật đồ quý vị, mà người ta mà thôi, người ta làm hình những đức nhiều lắm bây giờ. Kìa quý vị, quay tấm hình dưới cho Phật tử dưới người ta coi, nhìn mắc cười lắm. Đó. Mấy tấm hình nào đó như đứa ngồi như đứa chụp á. Mấy tấm hình chụp bác tử đang giảng pháp đâu á. Đó. Mà vui lắm. Toàn là những tấm hình quan hỷ. Quý vị biết rằng là hình chụp những đức là biết bao nhiêu mà nói, nhiều lắm trên mạng. Thấy không? Thôi mấy cô cứ để hình xuống một chút đi. Nó nên cái tâm con người nó sanh ra cái cảnh quý vị ơi. Nên những đức cũng rất là mừng là mình đến với cuộc đời này, tự nhiên mình làm những việc ý nghĩa này, đưa phương pháp tu cho người ta. Có một số người ta gặp như thế, ta nói rằng là đúng rõ ràng chư Phật từ bi, khi mà pháp môn tịnh độ nó vừa bị ảnh hưởng một chút, một số người chuyên tu người ta thay đổi, thì tự nhiên thầy xuất hiện. Ngộ ghê. Nó giống như nó kế tiếp quý vị, nó tiếp liền, không có để cho gián đoạn. Nên lúc trước cái vị này ông chuyên hướng dẫn tịnh độ, ông vừa mới bị ảnh hưởng cái gì ông thay đổi một chút là tức khắc những đức xuất hiện liền, đưa tịnh độ lên liền, rồi tiếp tục thành chuyên tu nữa. Hay ghê, quá hay. Cái tấm hình nè, tấm hình màu trắng này đẹp quá quý vị. Tấm hình màu trắng này chụp quá xịn sò.
Nên từ từ đó mà không mà nhìn tấm hình cái thấy mắc cười quý vị ơi. Quá trời nhiều vậy. Quý vị ơi, mình thích với nhau nghe, mình nhìn thấy là mình thấy thương. Nhưng mà bây giờ người ta không thích, người ta nhìn cái thương gì người ta cũng thấy mắc ghét. Rõ ràng thương người thì thương cả lối đi quý vị, mà ghét người thì ghét cả tôn ti họ hàng. Rõ ràng luôn. Thấy không? Đó. Nên mình đi đến đây mà mình dưỡng được cái tâm bình an, phát cái năng lượng của mình phát triển tốt, thì đây là cái điều mình rất là mừng. Bây giờ tuần này nè, thứ năm là dỗ tổ Hùng Vương, bữa nay thứ ba rồi, mai thứ tư, mốt thứ năm. Thì buổi sáng chúng ta sẽ tổ chức cái thờ khóa tu buổi sáng, y gan chủ nhật còn tu luôn. Thì tất cả các đoàn nào sắp xếp được thì chúng ta đến dự ngày đó, giống như ngày đám dỗ ông bà tổ tiên. Hay nghe quý vị, rất là hay luôn á. Thì ngày đó bị nghỉ thì nghỉ ngày, chắc trường học được cũng nghỉ ha cô chuyện. Nên từ nơi đó mà những đức tổ chức buổi sáng, rồi xong rồi giống như chúng ta có một buổi ăn cơm gia đình như con cháu mà ngày đám dỗ ông bà tổ tiên, nó là sáng thứ năm cũng 8:30 chia sẻ Phật pháp, rồi xong phóng sanh cũng đi thực, rồi những đức xuống nhà bếp ăn cơm với quý vị, xong quý vị về. Cái bữa đó mình cũng chuẩn bị nấu ăn món gì đó, rồi làm món trà chanh gì đó, gali đàng hoàng đãi quý vị bữa đó đám dỗ ông bà tổ tiên của mình, thấy không? Ý nghĩa quý vị à. Nó hồi sáng như đứa có thông báo cái lịch chương trình mà 30/4, 1/5 á, năm nay nghỉ 5 ngày mình không tổ chức khóa tu uổng quá, tại vì nằm vào thứ bảy chủ nhật, rồi thứ bảy chủ nhật là bình thường là nghỉ rồi, mà qua thứ hai là đi làm lại nên người ta đưa lên cấp trên á, xin bây giờ thôi cho nghỉ ngày thứ hai luôn đi, tại vì thứ hai xong rồi thứ ba thứ tư nghỉ lễ, nên tính ra như 5 ngày, như 5 ngày luôn liên tục, tại thứ bảy chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư là 5 ngày, tại vì nó nằm vào thứ ba thứ tư là 30/4, 1/5 đó. Nên những đức tổ chức hai cái ngày tu, còn Phật tử đi đến đây mà ở tu tập thứ bảy chủ nhật á, ai mà sắp xếp được thì cứ ở luôn, ở trong chùa, mấy điểm chùa mình, điểm chùa nào ở cũng được, ở thứ bảy chủ nhật xong mình ở luôn chùa mình tu tập. Còn cái ngày cộng tu là 30/4 là những đức tổ chức khóa tu buổi sáng ở bên đạo tràng ba đó, rồi bữa sau 1/5 là những đức tổ chức ở bên hộ pháp là 2 ngày. Lịch chương trình mình đưa lên rồi đó quý vị. Còn tuần này thì dỗ tổ Hùng Vương ngay thứ năm, chủ nhật tuần này thì tặng khăn, chủ nhật tuần này tặng khăn. Tuy là một món quà rất đơn giản trong nhà chùa tặng thôi, nhưng mà hàng Phật tử người ta cảm thấy trân quý quý vị à. Ngộ ghê á, cái khăn chùa mình bây giờ trở thành một cái mô hình gọi là nghe pháp tròn khăn. Đẹp. Cả chùa luôn, thấy không? Cả chùa luôn, quá đẹp. Đây nè, tới cái ngày mà Phật đản nha. Tới cái ngày Phật đản mà 30.000 cái khăn, 30.000 cái đèn bông sen, một cái quang cảnh để mà mừng ngày Phật đản sanh, quý vị sẽ thấy cái hoàn cảnh này cực kỳ đẹp. Có nghĩa là 30.000 cái khăn là tặng trước thời gian, cái giờ vô chương trình là quý vị đều tròn khăn, một loạt khăn tròn giống hệt nhau hết. Nghĩa là một loạt khăn tròn giống hệt với nhau hết, 30.000 cái khăn tròn cho 30 người, còn dư ra thì tùy duyên, chỉ có 30.000 cái thôi. 30.000 cái đèn bông sen, ai cũng cầm được một cái đèn bông sen.
Có nghĩa là một cái quan cảnh Phật đản rất đặc biệt. Một cái chương trình lễ Phật đản cực kỳ ý nghĩa, rất đặc biệt. Đó, nên được nhận cái món quà là một cái đèn bông sen và một chiếc khăn, hai món quà ngay ngày Phật đản. Khắp nơi nơi ở xa ta đến quý vị. Nên những đức tổ chức thêm cái bữa sau nữa là ở bên hộ pháp buổi sáng. Xong chương trình buổi sáng là kết thúc. Từ hôm nay tất cả các lễ tổ chức bên kia, nhưng khi xong hết dân là sáng lại là bên hộ pháp buổi sáng một chút. Tại vì sao? Vì rất nhiều người đều biết bên hộ pháp. Chương trình của chùa mình làm gì đó thì biết rằng là tính ra chùa mình liên tục chương trình luôn. Mấy vị thấy những đức không có chút xíu nào những đức làm biến. Tại vì những đức đều là cùng tu cùng thuyết pháp cho vị nghe không à. Chứ có bao giờ mà những đức để cho vị tu mà những đức không lên đâu. Nhưng mà những đức rất là thích quý vị đi về chùa vì tu hành. Rồi những đức lại đặt tượng Phật ngay ngày Phật đản. Đợt này là giá chót gì của 1000 bộ tượng Phật để tặng quý vị. Ngày Phật đản 1000 bộ tượng Phật, nghĩa là cực lực nhiệt tình hết mình để mà mình mong cho mỗi gia đình người ta đều có ngôi tam bảo quý vị à. Nên mình đi đến một cái nơi gì nó tích tụ cái nguồn năng lượng cao lắm. Bây giờ mình ngồi đây thôi nó cảm giác bị tích tụ nguồn năng lượng rất là cao. Con người nó tự nhiên nó có một cái cảm giác gì nó bình an lắm quý vị. Những đức nói quý vị mà có năng lượng bị đi đến đâu quý vị làm cho cái hoàn cảnh nên đó nó tốt, vì không có dám phá hoại hoàn cảnh. Vì cái người mà tích năng lượng là cái người không bao giờ đi đâu mà phá hoại hoàn cảnh người ta chứ. Mình đi đến đâu là mình làm cho hoàn cảnh nó càng ngày càng tốt đẹp lên à. Nó nên á, phong thủy tốt là do tâm của người sinh. Quý vị có mua một cái miếng đất đẹp cỡ nào mà đã đưa một con người xấu vào trong đó là cái như là phá hoại hoàn cảnh, không nói dòng gió. Như những đức nói một cái vườn hoa đẹp mà đưa cho một người không biết thương hoa tiếc ngọc, đi vào thì cái như là hoa này tàn phai hương sắc, không còn cái gì mà sống nổi ở trong cái nơi đó nổi, thấy không? Nó nên á, mình nghe chia sẻ Phật pháp mà mình nghe cái nơi giảng pháp vui vẻ quan hỷ, nó cũng giúp cho mình ngồi ở một cái góc nào mình cũng vui nữa. Còn bây giờ mình gặp ai mà ngồi mà châm thọt với nhau thôi mình chánh thức cho rồi thì nhào vô làm gì? Nhào vô làm chi cho sanh phiền não quý vị? Nó nhào vô làm chi cho sanh phiền não? Nên bản thân những đức là những đức chánh rất là nhiều thứ. Đồng hồ những đức cũng không đeo nữa. Mà có người ta tặng đồng hồ những đức mà những đức cũng không đeo đồng hồ. Vì mà còn bị người ta nói ổng đeo đồng hồ xịn, nó không biết đeo đồng hồ đâu. Từ xưa giờ có đeo đồng hồ đâu mà nó đeo đồng hồ xịn chàng. Lao thế ghê. Đồng hồ xưa giờ có từng đeo đồng hồ lần nào đâu, nó đeo đồng hồ xịn. Ổ ghê vậy kìa. Bây giờ cái gì mình bây giờ mà mình mà nói bây giờ đắp y lên giảng pháp thôi. Nè, chuỗi còn chưa đeo nữa, đeo đồng hồ đâu đeo. Thấy không? Nên á mình mỗi ngày mình nhớ Phật niệm Phật. Mình bồi dưỡng cái hoàn cảnh của nơi ở của mình. Cái gia đình của mình á, mình đi làm gì, mình bước vô gia đình mình cái là mình thấy nó cảm giác nó an lạc liền. Tại vì mình bước vô cái từ trường niệm Phật nó làm cho gia đình mình bình an. Cái gia đình quý vị bình an là do cái gì? Do vì mỗi ngày công phu niệm Phật nghe pháp với quan gia trái chủ trong nhà, quý vị nó không có sân hận lên, nó không có oán thù lên. Cái từ trường gia đình quý vị, con người trong gia đình quý vị nó không có tức tối. Có một cái cô này cô nói từ khi mà con thỉnh một bộ tượng Phật ở chùa gì về nhà con thờ đó thầy, tự nhiên chồng con lên tu chung, rồi tự nhiên gia đình con bây giờ tự nhiên rất là vui thầy ơi, lạ thay, khỏi cần nói dòng do tự gia đình con điều chỉnh tốt luôn. Mà tự nhiên con ngủ á thầy, con ngủ ban đêm á, rõ ràng con thấy là tự nhiên con thấy người ta quỳ trước ngôi tam bảo, người ta lễ Phật quá trời đông. Từ đó về sau con để cái điệu lễ Phật của thầy ở trên chánh điện, bằng ở trên chánh điện gia đình để xuyên suốt luôn. Vì con nằm trên bao con thấy rõ ràng là người ta lễ Phật rất là đông. Nên từ nơi đó mà bây giờ gia đình của con nó rất là bình an, rất là hạnh phúc. Hay ghê không? Gia đình mà có ngôi tam bảo hay lắm á. Dù như đoàn chú Tư đồ đi nè, mà ai mà chưa mà có tượng Phật á, gặp mấy chú thỉnh tượng Phật đem về thờ. Quý vị ơi, tượng Phật như Đức đặt cũng không phải đơn giản đâu quý vị. Một bộ tượng như Đức đặt là một triệu, hơn một triệu bạc đó. Tượng làm rất đẹp, như Đức chọn từng mẫu tượng đẹp để làm tặng cho quý vị đó. Có giỡn đâu. Mà cái như Đức hướng dẫn quý vị rất dễ.
Chỉ cần niệm Phật lễ Phật là an vị Phật tự bị làm cũng được. Cái này là quá dễ luôn, mà rất phù hợp luôn. Tại vì mình chuyên tu niệm Phật thì bây giờ mình niệm Phật lễ Phật là mình an vị Phật là được rồi. Đó, những đức mong cho rất nhiều gia đình người ta đều có ngôi Tam Bảo hết đi. Vì trong cái thời cuộc này nó nhiều kiếp nạn, mình không biết kiếp nạn gì sẽ xảy ra, nên nơi nào cũng gì mình cũng tu tập được. Nó mỗi ngày nghe pháp niệm Phật, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Và tụ tình không thì nói thờ thế nhiều kiếp nạn, làm sao để tránh được tai nạn đây? Chỉ có niệm Phật. Niệm Phật có thể tiêu tai giải nạn. Chính rõ ràng ở đây là gần khu công nghiệp. Vì coi như đây nhà người ta có mấy nhà ở đâu. Vì mà chùa mình ở rất là đông gì. Nếu mà mình ở đây mà không niệm Phật, con người ở đây sống sao nổi. Cho vị biết nghe hồi đó như Đức mới đi đến đây, bên đây gần gần đây nè, cái mùi khu công nghiệp này nó bay qua, mùi cá tanh dữ lắm quý vị. Lạ thay mấy tháng sau từ từ giảm. Bây giờ đâu có mấy lần mà có đâu quý vị. Công nhận như Đức nói cái nơi nào niệm Phật hình như là nó quá giải chướng khí nha quý vị. Hay ghê á. À. Cái câu Phật hiệu là quá giải chướng khí nha quý vị ơi. À. Nên đó. Cô nào mà làm mấy tấm hình này bự đẹp quá ta. Chắc bà chuyển quá phải không? Nó. Nên mấy cái tấm hình này á thì đưa lên á thì thấy cũng vui. Nhưng mà nhiều bà phía sau mà người ta coi không được, người ta cũng tức. Ờ, ngày Chủ nhật mà đưa lên mà khi mấy bà phải ngồi phía sau cũng bực bội. Thật sự mà nói mình chỉ cần thấy người ta vui là mình vui, những đứa có gì khó khăn đâu. Nhưng mà có nhiều người mà khi mà người ta nghe những đứa giảng mà thấy mấy cái bà mà vỗ tay suốt, mấy bà họ cũng bực bội. Ờ, con người ta dễ bực bội lắm mấy vị ơi, cái gì ta cũng bực bội được chứ á. Nên con người mình sống làm sao mà mình tập mình là người tu hành quý vị, là có nghĩa là mình luôn luôn cái tâm vừa lòng vừa ý quý vị. Quý vị là người vậy, là người tu hành đó, bị nghe pháp nhiều ít diễn biết, nghe vô cũng vô diễn biết, mà thấy người ta cười là bản thân mình cười theo vui là được rồi. Thấy không? Vậy là giác ngộ đó quý vị, nhớ nghe. À, thí dụ như bây giờ mình thấy người ta sát sanh này vặt thì mình đừng có cười theo. Sát sanh này vặt mà cười theo làm gì? Mình thấy người ta quýnh lộn đừng cười theo. Người ta quýnh lộn mà cười theo làm chi? Mình thấy người ta giết người mà đừng cười theo. Người ta giết người mà cười làm gì? Nhưng mà mình thấy người ta hoan hỷ vui vẻ ăn uống, hay là người ta ăn chay, hay người ta niệm Phật, hay người ta nghe pháp, thì người ta hoan hỷ vui vẻ thì mình cười theo. Gì đâu? Đó. Đó. Cái tâm mình như vậy duyên phước mình nó dày dữ lắm nha quý vị. Tâm mình như vậy nên duyên phước mình rất là dày. Nên chúng ta học Phật quý vị, mình học Phật rồi mình tập cái tính mình nó hoan hỷ vui vẻ, chứ tập cái tính mình làm sao mà nó dễ chịu. Cái người mà dễ chịu là dễ thương á, còn cái người mà khó chịu thì sao thương vô. Những đứa hỏi bị thương cái người khó chịu nổi không? Bị thương cái người mà đi đâu cũng nhăn nhăn cái mặt được không? Cái người cười bị thương hay cái người nhăn mặt bị thương? Đúng rồi. Nên vậy thì mình cười đi, người ta thương mình gì đâu. Nói cô chính hôm nay phải vui mà sáng sủa đẹp quá trời thấy chưa. Nên quý vị nhớ rằng nghe, cả cuộc đời của những đức và đời đời kiếp kiếp những đức phát nguyện, mình luôn luôn mình đóng cái vai của người hoan hỷ. À, quý vị nhớ Phật Bồ Tát vẫn có đóng hai vai, vai thiện và vai ác, vai vui và vai buồn, là vui và sân si cũng có, nghĩa là Bồ Tát vẫn đóng vai sân si để hỗ trợ với nhau. Nhưng mà mình phát nguyện đời đời kiếp kiếp mình đóng vai hoan hỷ, đóng cái vai hoan hỷ đi, vui vẻ lúc nào cũng hoan hỷ chứ á, mong vậy đó quý vị. Thật sự con người mình khi mà vui rồi nó khỏe lắm quý vị ơi, khi mà nó buồn phiền cái gì rồi nó không có thoải mái được đâu quý vị à. Nó nên mấy anh em trong chùa mà làm việc cực lực gì làm việc, giống ngày xưa đây mà chú Mạnh ổng là ổng nghiêm dữ lắm, mà từ từ rồi nên nói chuyện khuyên ổng, từ từ giờ ổng vui mà ổng cười suốt luôn. Cười suốt luôn đó, thấy chưa?
Ừ đó đó đó. Nên quý vị biết rằng à, đây là cái buổi giảng mà cho hội chúng là chúng chùa là quá đúng luôn quý vị. Chúng chùa vậy là quá đúng nghe. Nó nhưng mà cái ngày mà chủ nhật mà đem hình này theo rồi đem, nhưng mà đừng có đưa lên hoài. Đưa lên hoài có nhiều người biết sao người ta có không được, người ta không vừa bụng. Mà cái tấm hình bự này mà đưa lên hoài những đứa khó giảng hơn. Tại vì quý vị biết không, nó bự quá. Nó bự quá đưa lên những đứa bị phân tâm do theo cái tấm hình. Với một lại vì khi đưa lên nó làm cho hội chúng không có quy nhất về những đức để nghe giảng, nên những đức sẽ khó giảng. Còn á, hội chúng mà trong chùa thì được. Chúng chùa thì được. Hiểu không? Vì chúng chùa là cái buổi sinh hoạt của đại chúng, nên mong chúng mình hoan hỷ vui vẻ. Vì những đức chia sẻ pháp cho họ nghe rất là nhiều rồi, mong họ vui thôi, mong họ cái buổi giảng họ sinh động lên đặc biệt. Còn cái hội chúng ngày chủ nhật là người ta thật sự người ta muốn đến, người ta nghe từng câu từng chữ. Còn nếu như mà chỉ có cá nhân mình vui vậy làm cho người ta bị phân tâm. Thêm cái nữa là cái tâm người ta bị hướng theo những tấm hình này nè, rồi người ta không quy nhất để nghe. Cuối cùng cái tác động bản thân những đức giảng, người ta cũng tác động lên những đức. Hai bên nó tác động với nhau, nó kết hợp lại thành buổi giảng nó hay. Còn nếu như mà nó bị phân tâm ra là những đức cũng bị phân tâm theo. Vì Phật Pháp á, là giảng không phải cá nhân, mà nó là do tác động của con người. Mà con người nó tác động tùm lum, là khi cái người giảng nó cũng tác động tùm lum luôn. Nên nó không quy nhất cái tâm để giảng pháp. Cái thời gian giảng những đức nó thấy nó lâu lắm. Còn khi mà những đức giảng mà nhập tâm rồi, nó giảng thời gian qua mau cấp kỳ. Và người nghe cũng bị nhập tâm theo. Vì hai bên nó tác động lại với nhau, nên nó kết hợp đặc biệt lắm. Còn khi nó phân tâm lại phân tâm hết trơn luôn nó. Nên chúng ta cùng là một thể là vậy đó. Khi mình đã vui rồi, cái hoàn cảnh nó vui, cái tâm vui rồi là nó vui hết trơn. Nhưng mà nó không có cái vui nào bằng cái pháp vị vui chứ. Cái pháp vị nó sanh ra đặc biệt dữ lắm. Nó làm cho mình cái niềm vui giải thoát. Mà cái niềm vui giải thoát giải á, là mình hiểu được cái đời vô thường. Thoát là mình không bị những sự buồn phiền chói buộc. Nên con người mà hướng đến giải thoát là con người thật sự an lạc và vui vẻ. An lạc và vui vẻ lắm đó quý vị à. Nhớ à, nó thí dụ như mấy cái chi tim đỏ đỏ gì đồ này, với mấy cái tấm hình nhỏ 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 gì là nó đặc biệt hơn. Còn như cái buổi giảng gì mà gì thì cũng được, không phải sao. Lâu lâu đưa tấm hình bự cũng không sao, hiểu không? Nhưng mà những đức thấy là đưa tấm hình bự lâu là những đức bị phân tâm. Giảng bị phân tâm. Tại vì biết vị bị phân tâm á, hiểu không? À, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà mấy cái tấm hình này chụp nó bất chợt đẹp nha quý vị. Hình này là hình chụp bất chợt không đó. Khi những đức đang giảng có tấm hình mà đưa hai cái tay vô cái mặt kìa. Tấm hình ngay trên cây cột đó là tấm hình đó những đức ngồi chụp đó. Hình nó ngồi chụp. Thấy không? Còn đó, tấm hình đó. À, tấm hình đưa ra cái mặt kỳ cục đó. Chắc hồi xưa giờ không có ông thầy nào chụp hình gì đâu quý vị. Còn cái tấm hình mà đội cái nón này là hồi kỳ đó cô chỉ cứ mua cái nón này những đức đội vô kia quý vị cũng chụp. Nó cái mặt kỳ cục thế ghê. Mà ngộ ghê à, không mà cái tấm hình màu trắng này đẹp nha quý vị. Làm cái kiểu cách như nè à, à, không mà người ta nhìn mấy tấm hình, ta nhìn thấy hoan hỷ quý vị. Chính bản thân nhà đức nhìn thấy vui á, không có đẹp gì đâu nhưng mà nó vui. Nhìn cái ta hoan hỷ liền. Bây giờ ở nhà quý vị mà quý vị quý nhà đức nghe, mà quý vị đem mà treo cái tấm hình này thử cái đi, quý vị đi ra vô quý vị nhìn quý vị mắc cười. Nhìn cái là thấy mắc cười liền, không nói vòng vo chứ nha. À, nhìn làm mắc cười quá. Mà chắc chắn rằng là ít có ông thầy nào mà làm gì lắm quý vị. Vì làm gì là người ta nói mắc oai nghi quý vị. Chứ không có oai nghi gì chứ. Nhìn ta nói mình đó. Thường thì ta nói những đức đâu có biết oai nghi gì đâu. Thì thôi kệ. Mình làm cho người ta vui được rồi. Từ ta nói những đức không biết oai nghi gì chứ á. Thì thôi về những đức người ta nói mình vậy rồi. Thì thôi mình không biết luôn đi. Thì mình làm tới luôn gì cho người ta cười thôi được rồi. Giết rồi mình trở thành trái cười cho thiên hạ quý vị. Thấy không? Mà trái cười là trái gì quý vị? Hả? À, trái cười là trái ngọt. Còn trái buồn là trái gì? Trái đắng. Hiểu chưa? Cả cuộc đời mình mà làm trái ngọt cho thiên hạ thì điều này quá hạnh phúc quý vị. Hiểu không?
Nghĩa là mình thì hiện mình giống như có một số người ta sẽ nói mình, nhưng mà mình đi làm trái cười cho thiên hạ là trái ngọt. Nhưng mà nhiều người ta nghiêm thì người ta trở thành trái đắng. Tại vì khi nghiêm nó nặng nề lắm quý vị ơi. Những đức nói nghe, trong một gia đình mình quý vị đang sống vui vẻ nghe quý vị, mà chỉ cần trong gia đình mình có người cha hay người mẹ hay anh gì là một con người rất nghiêm, họ chỉ cần đi làm họ dìa một cái thôi là mọi người ta nói im. Thấy không? Người ta đang cười, người ta đang vui nghe, mà ta gặp người đó đi nghe thì im. Hoặc là người đó sẽ làm người ta tản mát đi nghe quý vị. Người ta đang ngồi chơi đông đông nhưng mà vui nghe, nhưng người ta gặp người đó đến là người ta sẽ tản đi hết liền. Đó, mỗi người người ta hiện cảnh khác nhau. Nó, riêng những đức mà thấy ai mà ngồi chơi vui là những đức cứ sẹt lại coi chơi. Coi chơi theo ké, cừ ké. Nên những đức lại, những đức nói cho tôi cừ ké vậy coi. Thấy không? Nó có nghĩa là mình làm cho người ta vui vậy à. Vì những đức tin chắc 100% một nụ cười và 10 thang thuốc bổ. Thấy không? Các vị nhớ nghe, nụ cười có thể thắng mọi cái khổ đau trong cuộc đời. Dù gì có bế tắc gì trong cuộc đời, có nghèo, có xấu, có bệnh gì, nhưng quý vị chỉ cần có nụ cười là quý vị còn có tương lai. À, có nụ cười là có tương lai đó. Thì nhớ nghe, một người phụ nữ mà thường cười là một người phụ nữ này lâu già. Cái người phụ nữ mà thường cười thì giống như một người phụ nữ này được chăm sóc tốt đẹp. Người phụ nữ này lâu già lắm. Người phụ nữ mà buồn nghe như hoa héo vậy đó. Nhà Đức hỏi quý vị nè, quý vị mua một chậu hoa thích hoa tươi hay thích hoa heo? À, tươi ai mà không thích, ai mà thích heo. Ví dụ như bây giờ hoa tươi đi, hoa tươi nghe, hoa héo, héo rồi thấy không, quẹo đầu rồi, ai mà thích cái hoa này. Bây giờ cái nơi bán hoa mà héo ai mua, ta lựa hoa tươi mua chứ ai ngu gì mua hoa héo. Vậy thì sao, người ta nhìn mình tươi người ta cũng thích, chứ ai mà thích mình héo. Đó, nên mình buôn bán gì cũng vậy. Mình buôn bán gì cũng vậy, mình vui là mình buôn bán đắt. Mình buồn là mình buôn bán có được đâu. Mình ngồi mình bán đây, mình đem cái sạp đồ ra mình bán. Mình vừa ngồi xuống mặt mình làm vậy nè. Người ta đi ngang, người ta nhìn quý vị, người ta muốn mua đồ mà ta đi luôn á. Còn bây giờ quý vị ngồi bán đồ, quý vị ngồi quý vị bấm số điện thoại nha. Ai vậy đâu mà, ai vậy đâu mà. À chị mua đồ em, mua đồ của em chị. Đó đó. Mua đi, coi đi, chị coi đi, coi đi, coi đi. Được mua không được thôi không sao đâu. Chị cứ coi thoải mái, coi thoải mái. Coi xong em sắp xếp lại cho không sao đâu. Quý vị vậy đó nghe, người ta thấy người ta thương, người ta mua. Nói cái người bán đồ mà vậy là bán đắt dữ lắm. Niềm nở. Nhưng quý vị coi như chùa mình đắt là tại sao? Những dưới đất niềm nở. Thấy chưa? Quý vị thấy chùa mình có từng chủ nhật nào bị ế không? Có từng thứ bảy nào ế không? Đó, quý vị thấy chưa? Quanh năm suốt tháng thứ bảy chủ nhật không bao giờ ế. Còn mỗi ngày bình thường chùa mình cũng không ế luôn. Có nhiều nơi chùa người ta nghe quý vị, người ta chỉ bán đắt được một năm một hai ngày thôi. Nhưng mà chùa mình á, là quanh năm suốt tháng lúc nào cũng đắt. Nói câu này giải thích cho vị nghe nè. Có một Phật tử ở miền ngoài vô nói, con đến một cái ngôi chùa đó, con đến đó. Thầy biết rằng mỗi lần con coi chương trình ở chùa đó một năm tổ chức hai lần, mà mỗi một lần tổ chức là mấy chục ngàn người. Lần này có dịp con mày miền ngoài con vô đây, con đi vô chùa đó, buồn thầy ô thầy gì đó con thấy. Nó thê lương gì đâu, ngôi chùa gì không có ai hết trơn vậy, ngộ ý. Mà con đi đến chùa thầy thì con thấy chùa thầy ngày thường vẫn là rất đông. Người ta rất y lễ Phật trên chánh điện, đầy chánh điện. Cái này là cái quan trọng này quý vị. Cái quan trọng là chùa mình khi tổ chức lễ rất đông, nhưng trở về thì chùa mình cũng còn rất đông người tu. Đây là cái cực kỳ quan trọng luôn. Đó. Nên những đức nói rằng là từ cái niềm nở vui vẻ, thương chúng, lo chúng mà người ta ở đây với mình. Nếu như quý vị mà không quan tâm lo lắng cho người ta không ở đây đâu quý vị à. Mà người ta không ở đây quý vị có khéo cỡ nào thì quý vị chỉ dùng cái người bên ngoài rồi xong người ta về nhà người ta chân. Trở lại một hoàn cảnh của mình rất là cô đơn. Hiểu không? Đó. Nên con người vui vẻ là con người quan trọng. Vui vẻ phát triển được phong thủy tốt. Nên ai mà đi đến đây mà giúp cho phong thủy này càng ngày càng tốt
thì quý vị nhớ kỹ là quý vị chỉ cần hoan hỷ vui vẻ là giúp cho hoàn cảnh này tốt. À, còn khi mà mình nghe gì là tâm trạng mình ngồi ở đâu mình nghe mình cũng cảm thấy an lạc chứ. Tại vì sao? Vì mình sẽ làm cho phong thủy cái nơi mình tốt. Còn quý vị mà thấy ai mà đi châm thọt, người ta ngồi châm thọt thì đừng có nhào vô. Nhào vô là quý vị bị ảnh hưởng phong thủy đó, tổn duyên tổn phước đó quý vị. Nó nên mấy anh bây giờ mà nhiều anh mà gọi là câu like mà đúng là bất chấp mọi mặt đó, thấy ghê thiệt. Đúng là gan thiệt, thèn ơi, kiếm tiền mà làm cái đó tôi không dám thiệt rồi đó. Thấy không? Nó nên kiếm mấy người nổi tiếng được không? Đẩy người ta lên mà không hiểu cái gì chứ. Nói tầm bậy tầm bạ tổn phước chết mồ luôn. Như họ mà đưa Nhân Đức lên mà họ cũng nói Nhân Đức. Mà họ nói Nhân Đức nào là gì? Đeo đồng hồ xịn. Tôi không có đeo đồng hồ đâu chợ, tầm bậy tức ghê. Thấy không? Rồi nói tùm lum tùm la. Nó tầm bậy quá, nói không có căn cứ. Thấy không? Nó nên từ nơi đó thôi, kiếm tiền thì kiếm tiền. Nhưng mà thôi chúng ta kiếm tiền làm sao cho nó đàng hoàng. Chứ đừng có gì cái đồng tiền mà bắt chấp mọi thủ đoạn. Làm khách này khách kia tùm lum tầm bậy tầm bạ. Nó nên mình thấy những cảnh đó mình nhào ra chỗ khác tránh liền. Nhào vô làm chi quý vị ơi? Ủng hộ cái đó làm chi cho nó tổn phước đức của mình chết mồ. Thấy không? Nó nên ở đây người ta nuôi bao nhiêu trăm bà già. Đâu phải đơn giản đâu. Ở nhà cha mẹ mình có hai người, mình lo còn chẳng ai khó khăn đây. Hồi sáng Nhân Đức gặp cái đoàn bên Mỹ về. Họ gặp Nhân Đức, họ nói thầy ơi, bên Pháp chứ. Thầy ơi, bên Pháp buồn lắm thầy ơi. Bởi vì nhiều người ta nói tưởng nó nước ngoài là vui. Dù cho cái cuộc sống phồn qua, nhưng tình cảm thiếu thốn lắm thầy ơi thầy. Con mong rằng sau này con lớn tuổi một chút, thầy cho con về đây đi. Con ở đây, Nhân Đức nói. Phải nhập cư về đây mới ở được. Còn mà ở bên đó, nhập cư bên đó rồi, định cư bên đó rồi, là mình về đây chỉ là công dân đi du lịch thôi. Hiểu chưa? Nên muốn về đây ở luôn là phải định cư về đây lại. Là ra bên mặt chính quyền, nhà nước, công an, phải làm giấy tờ chứng minh đàng hoàng là hết mới vô đây được. Cô năm nay nhiêu tuổi mà cô nói mai mốt? Dạ con mới 76 tuổi à. Quý vị ơi, người ta nói một câu gì nè quý vị, rõ ràng luôn. Hồi chiều này gặp nữa nè, gặp nước ngoài nữa nè, người nước ngoài nói nè: "Ôi ơi, con thấy bạn của con tội nghiệp, vừa chết xong thầy ơi, chưa gì hết, đem vô cái phòng ốp xác, ốp liền." Nước ngoài là ta làm gì đó. Con thấy con sợ quá sợ, nghe thấy chưa? Quý vị ơi, cái cuộc đời của người đâu phải tiền là vạn năng đâu quý vị. Đừng có gì kiếm tiền mà bất chấp thủ đoạn tầm bậy tầm bạ. Ở đây người ta nuôi bao nhiêu người già, tại sao mình đến đây mình coi thử coi sao? Nó đông y người ta ở đây bao nhiêu người già. Cái cô đó, cô đi chung với mấy cái người bên nước ngoài về, cô hỏi Nhân Đức câu nè: "Dạ thưa thầy, con vô đây con ở con đóng bao nhiêu tiền thầy?" Nhân Đức nói: "Cô chỉ cần vô đây chấp hành quy củ, lo niệm Phật đàng hoàng, cô ở trong đây không đóng một cắt bạc nào hết." Rồi bạn hỏi Nhân Đức: "Vậy con không đóng cắt bạc nào hết, cơm đâu con ăn?" Nó: "Cơm Nhân Đức nấu cho bạn." Sau này khi bà yếu được hộ niệm, chùa lo hết trơn cho bà luôn, không đóng một cắt bạc nào. Còn nếu như bà có tiền thì bà cúng dường để bà lo cho những người già khác, để bà tu phước duyên của chính bà. Còn bà không có, chùa chưa bao giờ nhận một con người mà nhà chùa đưa lên quy tắc là phải đóng bao nhiêu tiền. Đây là xác thực 100% luôn, trước Tam Bảo, thấy không? Nhưng nhớ kỹ điều này, đừng đợi ngày đem băng ca vô thì không nhận được. Ít gì thì bản thân chúng ta phải sáng mắt, đi được, đứng được, khỏe đàng hoàng thì đi vô đây. Dù là nửa năm sau, một năm sau yếu thì nhà chùa sẽ lo. Chứ nếu như mà vô mà đem băng ca vô liền, đưa vô đây nằm đóng thì cái chuyện này không được nghe quý vị. Nếu hoàn cảnh này mà Nhân Đức nhận cái đó chắc Nhân Đức tiêu quá à. Làm sao ai mà lo đây? Nó ít gì cũng chịu nửa năm hay một năm. Cái này là quá chót rồi đó quý vị ơi. Chàng ơi 70 mấy tuổi mà người ta cái cầu mình được một năm thôi. Vô người ta lo mình một năm thôi, lỡ có yếu người ta chăm sóc cho mà mình còn chưa làm được, đúng là Nhân Đức nói thê thảm thiệt. Còn một năm thôi mà chờ mai mốt, đúng là khổ ghê. Mai mốt không biết mai mốt làm sao đây. Quý vị thấy chưa?
Nó tiền không phải vạn năng đâu, đừng có nên bất chấp mọi thủ đoạn mà kiếm tiền. Nên đây là quý vị nè, mà quý vị đi đến chùa mình đi tìm hiểu đi, phải là nuôi bao nhiêu người già không? Nuôi bao nhiêu người già vì nhìn có phải không? Nó tuy là những đức giảng pháp có khi cái mặt như đức nghinh nghinh thấy ghét, nhưng quý vị phan hả ghét. Coi cái hành động làm của họ, họ nói sao có làm không? Như đức nói là như đức làm thiệt á, chứ không phải đùa đâu. Nói nuôi người già là nuôi người già thiệt á. Tuy là nói chuyện văn tự không biết trao chuốt, nói thẳng thì không bằng người ta nói ngọt ngào, nhưng mà cái thằng nói thẳng mà nói lại dám làm, nó chịu làm, nó chịu đem bao nhiêu bà già về nó nuôi, rồi lo cho Phật tử là lo nhiệt tình. Có Phật tử nào về chùa mà Như đức xin tiền phải không? Có Phật tử nào về chùa mà Như đức quy tắc quý vị là phải đóng bao nhiêu tiền không? Chưa bao giờ có chuyện này. Nhưng mà Như đức chỉ khuyên quý vị là vui vẻ an lạc bình an thôi. Dù là đòn đòn ở xa khắp nơi nơi về, quý vị cái gì ở đây tu tập thôi đàng hoàng là được rồi. Chứ chưa bao giờ nói rằng là quý vị đi đến đây trưởng đoàn phải gom tiền quý vị bao nhiêu để cúng dường cho Như đức. Điều này Như đức chưa bao giờ nói đến chuyện này. Chỉ cần quý vị đi đến đây mà lo tu hành an lạc vui vẻ, về nhà nghe pháp niệm Phật là Như đức đã mừng cho quý vị rồi. Rất mừng cho quý vị. Thấy không? Đó, nên mong quý vị mỗi người tâm an lạc vui vẻ để phát triển cái phong thủy cái nơi mình ở, để hoàn cảnh mình càng ngày càng tốt đẹp, và tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, ai hơn thua đấu đá tranh giành thì mặc kệ người ta, chúng ta cứ chân thật lo niệm Phật để cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật.